tới Đức Thế Tôn với Tung Đồng Tất Xa 3 lần. Nam mô Tát Sa Bà Ca Hoa Thô A Ra Ha Thô Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bà Ca Hoa Thô A Ra Ha Thô Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bà Ca Hoa Thô A Ra Ha Thô Samma Sambuddhassa. Ok, quý Và như vậy chúng ta đang học về Rachati, nhóm Rachati, 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 Rachati group, nhóm Rachati. Đó là Bolinga tính nam. It's a Karanda Indian. It is Akaranda. Because of ending Akaranda and Puma Linga, masculine. So generally, it will be. Mà nói một cách chung chung, nói cái tổng quát thì nó tương tự như là Purisa. Và nhưng mà thì có cái luật mới, công thức mới áp dụng vào đây. Đó là chúng ta cần phải học đó, công thức mới này. Để thay thế một cái số cái thẻ trong Purisa. Và bây giờ là chúng ta đã học công thức 191 và bây giờ chúng ta đến 192, công thức số 192 ở trang số 304. Sami me. Nếu mà chúng ta tách ra sami me. Sami e. Sami e. Nikahita m chấm nó. M chấm trên trở thành mạng. Bởi vì A Mada Sari. Nên là Nikahita trở thành mạng. Và để dịch ra thì chúng ta phải cắt ra đó là Samin và A. Samin đó là Samin Vibhati. Samin Vibhati và đó là thứ bảy và số ít sami và karya. Karya is milk, karya is và kari giống như là sữa này. Change. Còn sữa và sữa trở thành hôm mai thì sami và sami vipati này và e trở thành e, có nghĩa rằng sami chuyển đến sami chuyển đến a sami chuyển đến a thì chỉ có karya trong trường hợp này, chỉ có karya chứ không có nimitta trong trường hợp này, không có dấu hiệu nhận biết karya trong trường hợp này và nimitta sẽ theo. Và cái sutta trước đó là sutta trước là sutta nào, là sakkato. Và sau sakkato phải được theo sau và trong phần vô tí, trong phần định nghĩa, trong phần vô tí chúng ta có thể thấy được. Đó là Tasma Sakkato. Sakkato có nghĩa rằng sau Sakka và Samin sau Sakka thì trở thành A. Samin sau Sakka trở thành A. Thì đó là Sutta này á, thì nó liên quan tới Sakka. Sakka, Sakka đó là một trong cái từ của trong phần nhóm, trong nhóm của Rachadi. Và sau Sakka thì Samin trở thành A. Và chúng ta sẽ thấy cái ví dụ, xem cái ví dụ trong này. Đó là sake, đó là sakka cộng với samin, sakka cộng với samin, sakka cộng với samin, samin sau sakka trở thành a.
và sau đó a được xóa đi bởi vì do e thì sẽ sake. Sake xong. Sake chúng ta phải dịch đó là như là trong người bạn, nơi người bạn, ở người bạn, trong người bạn. Saka là người bạn, sake đó là trong người bạn, ở người bạn hay là nơi người bạn, trong người bạn đó. Giống như là cái vị trí hay là locative case trong trường hợp này là định sở cách. Cái biến cách số 7, Sansota này không có no quá. Thì như vậy thì có sake, đó là samin, đó là saka samin, saka mi. Và sẽ không phải purasami, purasami thì không có cái đó, mà chỉ có sake thôi, sake. Còn purisa thì có purisasami, purasami, purise. Đó là samin, vipati. Nhưng samin trong trường này trở thành e, không có wa, no wa, như là samin, như là sake. Sami me, trong trường sami me này, chúng ta áp dụng sami me. Và cái tiếp theo nữa, pramato. Gasa, cha. Brahmato, gasa. Brahmato. Và sau Brahma, đúng không? Sau Brahma. Thì nếu như vậy, cái sutta này là liên quan tới. Gasa, của gasa. Gasa là của gạ. Cha, đó là của ga, cũng là của ga. Cha, ô sầu là cũng vậy, của ga, cũng vậy. Thì chúng ta phải làm như thế nào? Trở thành e. E, đó là tạo nên bởi. Là từ. E được tạo nên từ cái số ta trước, bởi vì trong cái số ta này thì chỉ có nimitta. Đó là chứ không có sữa, đúng không? Không phô mai. Gasa đó là của ga. Ga sẽ chuyển thành trở thành sữa. À, trở thành phô mai. Sữa sẽ trở thành phô mai. Nhưng mà không có phô mai trong trường hợp này. Garia. Và như vậy, A tạo nên bởi ga. Ga là như thế nào? Là chúng ta có đặt tên trong cái đầu tiên, trong sutta này, trong cái phần này, ga đó là tên của si. Ga đó là thực ra tên của si trong cái hô cách. Thì si trở thành ga. Si yo, am yo, nahi, sanang, samahi, sanang, saminsu. Và có 7 cái vipati, 7 cái biến cách. Thì si yo đó là vipati đầu tiên. Vipati đầu tiên thì có thể dùng cho hai cái vấn đề, đó là chủ cách nominative case, đó là chủ ngữ hay chủ cách, và cái thứ hai nữa là hô cách hay là vocative case, thì nó đều là CEO. C là số ít, yo là số nhiều, cộng số nhiều, CEO. CEO, C có thể là số, có thể là trong phần nominative chủ cách, và C cũng có thể là vocative hô cách. Thì cái C trong phần vocative case, hô cách chuyển thành gạ, đặt tên là gạ, thì nominative C thì vẫn đặt là C, gọi là C bình thường. Thì còn C trường hợp này đó là gạ. Bởi vì trong một cái sutta đặt cái tên đó, chúng ta đặt tên như vậy, thì alapane si gasanyo, si vipati này trong phần vocative, phần hô cách, chúng ta đặt tên là ga trong trường hợp này, và không gọi là si nữa, và đặt tên là ga trong trường hợp này. Và nếu mà ai đó gọi là cái sutta nào nói ga, thì chúng ta phải hiểu đó chính là tên của si trong cái phần hô cách. Và đó là phần hô cách sĩ, số ít của hô cách. Gasacha, của gạ cũng vậy. Gá trở thành E. Not only Samay Vipati change into A, gá also. Gá, và gá cũng trở thành E. Và nhưng mà sau Brahma, như là sau Brahma chứ không phải sau Saka. Nimitta là thay đổi, trong hợp dấu biểu nhận biết là thay đổi. Kari cũng đổi, nhưng mà Kariya thì giống nhau như cái sutta trước,
như là với cái phô mai á là giống nhau thôi, cheese giống nhau thôi, nhưng mà cái nimitta thì lại khác trong trường này. Thì sau Brahma ga trở thành A, và như vậy chúng ta sẽ đến cái ví dụ he he brahme. He trong tiếng Anh đó là he, brahme là giống như he brahme, đó là này ô Brahma, ô Phạm Thiền, này Phạm Thiền, hỡi Phạm Thiền, đó là he brahme, hay là xin chào. Chúng ta gọi Phạm Thiền, chúng ta không gọi là Phạm Thiền, không gọi là Brahma được, mà chúng ta nói hey Brahma, chào Phạm Thiền. Nếu chúng ta gọi là Brahma thì Phạm Thiền sẽ nói ô tôi không hiểu là quý vị nói gì đâu, quý vị nói lại cho nghe thử. Mà chúng ta muốn gọi Phạm Thiền chúng ta nói hey Brahma thì Phạm Thiền sẽ trả lời đó là hô cách hey Brahma. Đó là cái hô cách giống như là ô Phạm Thiền, hai Phạm Thiền, hỡi Phạm Thiền, này Phạm Thiền, ô Phạm Thiền, thì nó là tương ứng như vậy. Đó là hey Brahme, hey Brahme, thì Brahme đó là Phạm Thiền cộng với gì, cộng với si, Brahma cộng với si, Brahma cộng với si, si là tên là đây, bởi vì hô cách đó là Alabane, đó là ngày thì ngày sau đó cần viết ra không hả? Chúng ta viết viết được rồi, ngày sau đó viết ra trên cái đó, chúng ta thấy trên màn hình không? Tại vì chúng ta phải pin nó lên thì để thấy rõ cái chỗ ngày viết. Chúng ta mở cái màn hình. Ngày sau đó không tin vào cái tay của mình nữa. Tại ngài biết không biết chúng ta nhìn thấy không. Tại cuốn sách, có thể ngài di chuyển cái cuốn sách, tại vì cái máy chiếu xuống để ngài viết đó. Ngày như ngài viết thấy chúng ta không nhìn được. Ok, được rồi. Brahma. Brahma cộng với si. Brahma cộng với si. Brahma cộng với si. Si là trong trần hô cách, chứ không phải si trong phần chủ cách. Si chúng ta là tên là ga, bởi dùng Alabane si ga sanyo. Chúng ta si trong cái vocative trong phần hô cách chúng ta là tên là ga, đặt cho nó là ga, thì chúng ta đặt cho nó ga để nó phân biệt với cái si trong trường hợp về nominative chủ cách thôi. Và si này sẽ chuyển thành a, si chuyển thành a bằng cách dùng cái công thức này Brahmato gasacha. Đổi thành A, si trở thành A, thì A sẽ được xóa đi, A sẽ được xóa đi. We need to use a grammar rule. We need to use a soda. Saranobo, Madesa Bacaya Demi. Madesa? Saranobo, Tu Bagandi, Vilao. Because of A doing, A substituting, A is deleted. Brahme is finished. Brahme is finished. Brahme và xong rồi. It is a calling. When you meet a Brahma. Và Brahma. Brahme. A Brahme. Thì như vậy thì chúng ta có thể hiểu. Nếu chúng ta gọi O Brahma thì người ta sẽ không hiểu đâu. Hoặc Phạm Thiên sẽ nghe không hiểu đâu. Thì hey Brahme, tại vì Phạm Thiên là nói tiếng Bali nên chúng ta nói sai là Phạm Thiên không có hiểu được. Không hiểu chúng ta nói gì đâu. Thì nó khác với Purisa trong trường này. Bởi vì chúng ta áp dụng cái luật mới, áp dụng cái quy tắc mới, cái luật mới, và nói một cách tổng quát thì Phạm Thiền, Brahma thì giống như là Purisa, họ gần như là rất là giống nhau, nhưng bởi vì cái luật mới thì trong cái nơi này thì sẽ thay đổi. Chúng ta áp dụng cái công thức mới thì Purisa thì sao? Thì Purisa đúng không? Purisa. Nếu mà chúng ta dùng O Brahma, nhưng mà thực ra nếu áp dụng theo Purisa nhưng mà công thức mới luật mới thì chúng ta không áp dụng O Brahma được, mà chúng ta phải nói là O Brahme, Bo Brahme, He Brahme, hay là O Brahme, He Brahme, thì trong cái sutta này thì không có cái luật mới, cái công thức mới nào áp dụng trong cái phần này, thì không có quà trong này, thì không có từ quà đó là trong một số trường hợp. No,
chứ không phải là không 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 có từ hòa, nghĩa là liên tục lúc nào áp dụng như vậy, không có thay đổi bởi với quy tắc mới, nên là cái công thức trước ấy, của Purisa đó thì đã được loại bỏ đi, xóa đi. Mặc dù là chúng ta vô Purisa, nhưng mà chúng ta không dùng nó vô Brahma được, chúng ta không áp dụng cái đó được, mà chúng ta chỉ có dùng vô Brahme, hey Brahme, hey là vô giống nhau, hey Brahme, vô Brahme, vô Brahme, hey Brahme, thì là như vậy. Okay, this is a special for the Brahma. Đó là đặc biệt cho cái phần phạm tiền. Thì nếu mà không có cái luật mới thì là áp dụng giống như là Purisa, bởi vì Bhuma Linga không tương tự như vậy, bởi vì Akaranta thì cùng cái đuôi Akaranta, nếu mà không có công thức nào mới áp dụng vào thì chúng ta áp dụng như Purisa thôi, áp dụng tương tự như Purisa, biến cách như Purisa, nhưng mà có cái công thức nào mới, nếu có hoài không, có từ hoài hay không, nếu mà không có từ hoài thì chúng ta chỉ dùng là tất cả mọi trường hợp, nếu có từ hoài đó thì tất cả những công thức khác, công thức cũ cũng được áp dụng, nghĩa là công thức mới và công thức cũ đều áp dụng. Nhưng mà trong cái sutta này không có cái từ hòa, có nghĩa là không có từ thỉnh thoảng hay không có từ trong một số trường hợp, và chúng ta chỉ được áp dụng là như là hey Brahme thôi, hay bo Brahme thôi, chứ hay o Brahme, chứ không gọi là không có áp dụng hô cách giống như là Purisa được, trong trường hợp Purisa được. Chúng ta không gọi là bo Brahma được, hay là chúng ta phải nói là bố Brahme, thì khi đó Phạm Thiên mới hiểu nha. This one we have learned. This is cái này chúng ta đã học rồi, đó là Saka. Saka đó là cái này ấy, là chúng ta đã học trong phần này, đó là Arohemiwa Aromehiwa, thì cái này là chúng ta đã học Sunamansuwa, chúng ta cũng đã học rồi. Sunamansuwa, cái sutta tiếp theo chúng ta đã học. Brahmato dusmin ni, chúng ta cái này chúng ta chưa có học. Brahmato dusmin ni tu, chúng ta sẽ học sau. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ học Brahmato dusmin ni, ba từ này. Brahmato là nimitta. Và samin đó là giống như là sữa, ni đó là giống như là phô mai, nghĩa là sữa chuyển thành phô mai, đúng không? Samin sẽ chuyển thành ni, samin chuyển thành ni, samin chuyển thành ni, samin đó là curry, và curry đó là cái thứ mà cái gì đó chúng ta sẽ làm, ni đó là kariya, ni kariya, kariya đó là cái thứ mà chúng ta đã được làm rồi, thì để dễ dàng samin đó là sữa, đó là ni, giống như là phô mai. Thì samin vipatti đó là vipatti thứ bảy, so it đó là định sở cách, hay là located case, hay là satami, nghĩa là sau cái từ Brahma này thì samin vipatti sau Brahma đó, samin thì sẽ chuyển thành ni, chuyển thành ni, samin chuyển thành ni, samin chuyển thành ni, có nghĩa samin chuyển thành ni trong cái trường này. Thì nếu ví dụ ở đây nghĩa là chúng ta có thể cho ví dụ thì chúng ta có thể Brahmani đúng không? Brahmani thì trong Phạm Thiên, nơi Phạm Thiên, ở Phạm Thiên, có nghĩa là cái vị trí Brahmani. Brahma cùng với Samin. Brahma cùng với Samin. Samin đó là trong, nơi, tại. Brahma đó là Brahma, trong Phạm Thiên. Đó là nơi Phạm Thiên, nơi trong Phạm Thiên. Thì có nghĩa rằng có ánh sáng trong Phạm Thiên, có hào quang ấy, tại ở nơi Phạm Thiên. Phạm Thiên có hào quang, ví dụ như vậy. Thì có ánh sáng, có hào quang ở nơi, ở thân Phạm Thiên. Thì, ví dụ như vậy. Có thể cái vị trí located case hay là satami số 7, biến cách số 7, thì không có iPhone trong Phạm Thiên, nơi Phạm Thiên không có iPhone như là Phạm Thiên mà muốn bắt sóng như nào là bắt sóng được, chứ không cần iPad, không cần iPhone đâu để dạy pháp đâu, để dạy vali đâu. Phạm Thiên thích biến chỗ nào là biến tới chỗ đó,
thì không có iPhone ở Phạm Thiên, nơi Phạm Thiên. Thì Saming là ở trong Brahma, là trong Phạm Thiên, là Brahma là Brahma, Saming đó là trong Phạm Thiên, nơi Phạm Thiên. Thì Saming sau Brahma đó, thì Saming sau từ Brahma này sẽ chuyển thành Ni. Saming chuyển thành Ni nên Brahmani. Saming chuyển thành Ni nên trở thành Brahmani. Brahmani is a finished. Brahmani, vậy là xong rồi. Brahmani, thì đã xong rồi. Okay. Why what's the two in the soda? Two. Why what's the two? Two is an extra word. Extra word, sadadigo. Là cái từ sadadigo, atadigo. Đó là cái từ, nếu mà có thêm từ nào, có thêm từ thì sẽ thêm nghĩa. Chúng ta luôn luôn ghi nhớ vậy. Bất kỳ câu nào mà chúng ta có thêm từ thì chúng ta sẽ thêm nghĩa. Cái từ nó không phải là dư đâu. Mà có thêm từ thì có thêm nghĩa. Để được thể hiện cái dấu hiệu, chúng ta cần phải biết cái gì đó, biết thêm cái gì đó. Khi mà thấy cái từ tu này thì chúng ta phải hiểu rằng nếu ai đó hỏi chúng ta thế nào, thì một số người không chắc đúng không? Fine. Đó là ok, ổn. Hoặc là một số người thì mình not bad, không tệ lắm. Hoặc là trước khi mà nói là not bad thì mà nó nói nghĩa là cái từ đó nghĩa là không có chắc chắn, có nghĩa là có xảy ra cái vấn đề gì đó đúng không? Nhưng không, khi mình nói không dứt khoát nói thêm cái từ nào đó, thì bất kỳ khi mà thêm từ nào sẽ thêm có thêm nghĩa, không có từ nào thừa cả. Có nghĩa là tu, có nghĩa là có một số ý nghĩa khác nữa, bởi vì cái từ đó riêng nên có thêm từ tu này thì sẽ có thêm cái nghĩa. Brahmato tu samini thì tu kahanena, tu kahanena, tu kahanena, tu kahanena, với cái từ tu ở trong sutta, trong cái luật này, trong sutta này thì a brahmato ti, a brahmato ti thì sau, như là sau từ khác không phải từ Phạm Thiên, không như là sau từ không phải là Phạm Thiên, sau cái từ khác không phải là Phạm Thiên. Thì Saming Vachanasa của cái Saming Vibhati này á, thì Saming Vachanasa, Saming của cái từ Saming Vibhati thì Ni Hoti sẽ chuyển là Ni. Yeah. Rồi sau cái từ khác đó là Saming trở thành Ni. Sau từ khác không bên ngoài cái từ Brahma, như là sau cái từ Brahma, như là Saming sau Brahma trở thành Ni. Nhưng mà bởi vì cái từ tu này nên là tu, cái từ tu này, tu là cái từ mà từ thêm vô một cái từ dư ra, từ này thì sẽ được tu này, thì chúng ta có nghĩa rằng chúng ta Saming trở thành Ni. Sau những cái từ khác, sau một số cái từ khác không phải là từ Phạm Thiên, ngoại trừ từ Phạm Thiên, thì sau từ Phạm Thiên chúng ta có thể dùng sutta này, trực tiếp là sutta này, nhưng mà bên ngoài từ Phạm Thiên, những từ khác chúng ta có thể áp dụng. Chúng ta phải dùng với tu. Chúng ta phải dùng tu ở trong sutta đó. Thì như vậy, cái ví dụ ở đây thì đó là kamani, kama. Thì trong cái từ kama, nếu mà chúng ta có thể thấy kama này, kamani. Kamani đó là kama cộng với saming. Saming và sau kama trở thành ni. Ni đó là với tu. Trong trường hợp này áp dụng công thức tu này thì chúng ta áp dụng kama cộng với saming. Saming cộng với ni. Và kama ni. Và trong cái kama, trong từ kama. Trong kama, trong nghiệp, nơi nghiệp, tại nghiệp, kama ni. Đó là chama cộng với saming. Saming là trong nơi, hay là chama đó là da, hay trong da, hay là ở da, tại da, hay là có một cái lỗ ở trong da. Thì như vậy trong trường hợp này chamani có lỗ ở trong da, thì muddani hay là muddani, mudda, mudda và sami, mudda cùng với sami, sami trở thành ni. Thì với tu, người áp dụng cái từ mà có từ tu này hay là trong cái sutta này á, như là với tu trong cái sutta này, thì với cái sutta này thì chỉ có sau Brahma thôi, chứ sutta này
Nhưng mà không phải là chỉ sau từ phạm thiên, có nghĩa là sau kama, sau samma, sau chama và sau muda. Muda cái đầu, trong đầu. Trong đầu đó, trong đầu. Muddhani, muddhani. Chỉ có ba này thôi. Được nói. Nếu mà chỉ có nói ba này thôi đúng không? Ba là ba đúng không? Okay, so we will move. Và như vậy chúng ta sẽ đến cái từ tiếp theo. Uddhansumasu. Uddhansanasu. Sanasu. Sanasu. Because of. Even we knew, we said we tried. Và có cả nimitta, nimitta thì có hai thứ cái đó là sau hay là bởi vì. Bởi vì sa na, bởi vì sa vipatti hay là na vipatti thì sa là số ít của thứ sáu và na đó là số ít của thứ ba. Của vipatti thứ ba, si yo am yo na hi sanang samahi sanang saming su. Chúng ta nhớ. Na đó là số ít của cái vipatti thứ ba, hay là tatiya, sử dụng cách, instrumental case. Bởi vì sa, hay với là na, vipatti này thì về utang, utang, utang đó là trở thành u. Utang trở thành u. Và u, utang, trở thành kariya. Kariya đó là giống như là sữa. Ngày xưa đó lấy cái ví dụ đó là sữa giống như là sữa. U trở thành U. Và đổi thành U. Và U đáng đó là giống như Kariya. Đó là giống như là phô mai. Nhưng trong trường hợp này là chúng ta không có sữa trong trường hợp này đúng không? Không có sữa. Trong cái sutta này. Thì sanasame su đó là nimitta. U đáng đó là kariya giống như là phô mai và chúng ta cần gì, cần sữa, cái gì sẽ thay đổi trở thành u, cái gì chuyển thành u, cái gì chuyển thành u, cái gì sẽ chuyển thành u, cái gì đó là theo cái sutta trước Brahma thì trong cái sutta trước Brahma đó là nimitta. Nhưng mà trong cái trường hợp này Brahma sẽ thay đổi thành giống như là sữa đúng không? Chuyển thành sữa. Brahma sadasa anto có nghĩa cuối của từ Brahma này sẽ thay đổi trở thành u. Cuối của từ Brahma chuyển thành u bởi vì sa vipatti. Vậy chúng ta sẽ thấy từ này ngày sau sẽ viết ra cho chúng ta. Đó là Brahma. Brahma cộng với sa vipatti này, Brahma cộng với sa vipatti. Thì Brahma cộng với sa này sẽ là sẽ biết ra để chúng ta hiểu rõ. Ngài sẽ đó không chắc chúng ta có hiểu hay không. Nghĩa là ngài muốn viết tắt nhưng mà thôi, viết ra để cho chúng ta hiểu. Brahma sa bởi vì sa vipatti nên đúng không? Brahma sa anto. Đó là cuối của từ Brahma. Thì cuối của từ Brahma đó là gì? Đó là cái đuôi, đó là gì? Là A, đuôi A. A ngắn hay đoạn âm ạ? À? A. Thì như là cuối của từ Brahma sẽ chuyển thành U. Chuyển thành U. Nghĩa là Brahmu. Cuối của từ Brahma đó. Từ A đó. A có nghĩa rằng A chuyển thành U. Trong cái Brahmu. Brahmusa. Brahmu. Sa. Brahmusa. Brahmusa. Ví dụ trong trường hợp này thì ví dụ này không phải là từ Brahmusa, nghĩa là Brahmuno. Brahmuno. Ví dụ đây là Brahmuno. Chúng ta chưa xong đúng không? Brahmuno. Chúng ta cần cái bước tiếp theo nữa. Sa chuyển thành no. Sa chuyển thành no. Sa sẽ chuyển thành no. Sa phải là thành no. Thì cái sutta này chúng ta chưa có học. Brahmuno. Để chuyển thành no thì cái đầu tiên là chúng ta phải cho cái từ này là cái tên của nó u. U chúng ta cho cái tên cái u này là gì, tên của u này là gì? U là đặt tên là tính nam nuôi u thì đặt tên là lạ u, trở thành lạ u, đặt tên là lạ trong trường hợp này.
U đặt tên nó là lạ và sau là thì sa trở thành no, sau là sa trở thành no, sau là thì sa chuyển thành no. Thì cái công thức này là sau là thì sa trở thành no. Đó là một công thức khác mà chúng ta chưa học, bởi áp dụng công thức này thì chúng ta sẽ đặt U. U là lá và đặt tên. Nó đặt cái tên trong cái lúc ban đầu của sutta này á. Nghĩa rằng á, chúng ta đặt một số cái tên đó là gà, đúng không? Gà, 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 a và gà, h, a, gà, gà và cha, la. Đúng không? Thì đó là những cái tên, chúng ta đặt những cái tên như vậy, đặt lúc ban đầu trong cái phần này á. Thì U đặt tên là lạ, và sau lạ thì sa trở thành no, cha la tổ, sa sa no, sa vibhati này, sau lạ thì lạ trở thành no, thì sa trở thành no brahmuno. Brahmuno thì chúng ta sẽ dịch đó là của phạm thiên brahmuno. Brahmuno là ánh sáng của Phạm Thiên, ví dụ như vậy, hào quang của Phạm Thiên, ánh sáng của Phạm Thiên, Brahmuno, hay là ánh sáng của Phạm Thiên. Thì tương tự như vậy, đó là Brahma, ánh sáng của Phạm Thiên, hay ánh sáng của Phạm Thiên, hay hào quang của Phạm Thiên, đúng không? Ánh sáng của Phạm Thiên hay hào quang của Phạm Thiên. Cái của đây, đó là cái, chúng ta thấy là cái bài tí thứ 7, hay là thứ 4 và thứ 6, nghe thứ 4 và thứ 6. Sa sa ở đây nghĩa là thứ tư và thứ sáu, hay cho Phạm Thiên, tới Phạm Thiên, cho Phạm Thiên tu, hay là for, tới Phạm Thiên, hay là của Phạm Thiên. Chúng ta có thể có nghĩa rằng nó có thể rơi vào hai trường hợp, tức là cái biến cách thứ tư và thứ sáu nó chỉ đến cách, hay là sở thuộc cách, hay là cho ánh sáng của Phạm Thiên, hay tới ánh sáng của Phạm Thiên, hay cho ánh sáng của Phạm Thiên, hay là của Phạm Thiên, Brahmuno. Cái tiếp theo, Brahmuno, Brahmuna, chúng ta chuyển từ Brahmuna, thì chúng ta sẽ nghĩa là đặt cái tên Brahmuna, đó là mạ trước, Brahma cộng với Na Vibhati này, thì Na Vibhati, Na Brahmuna, Na Vibhati đó là cái biến cách số thứ ba, số ít, đúng không? Thứ ba, số ít, Na Hi. Rồi thứ ba suy từ chúng ta dịch đó là với bằng, thông qua với Phạm Thiên, bằng Phạm Thiên, thông qua Phạm Thiên, hay là with, by, through, là Phạm Thiên thì là Phạm Thiên rồi, đó là vi ba tí thứ ba, thông qua Phạm Thiên, với Phạm Thiên, hay là bởi Phạm Thiên, by, with hay through trong tiếng Anh, bởi vì na vi ba tí này nên Uttanasana Sut, Sana Sut bởi vì Sa Vibhati, nên là Na, viết là Na Vibhati, bởi vì Na Vibhati thì Brahma Sadasa Anto, và cuối của từ Phạm Thiên, cuối của từ Brahma, cuối của Brahma gì đó là A, là cuối của Brahma đó là chữ A này sẽ chuyển thành U, A sẽ chuyển thành U Uddang, và U chuyển thành U, A chuyển thành U đó là A chuyển thành U, và U đây là sẽ chuyển thành, là tạo nên bởi gì? Tới bởi Phạm Thiên, làm tạo nên bởi Phạm Thiên. Đối cuối của Brahma, cuối của từ Phạm Thiên, Brahma. Thì Brahmuna, với Phạm Thiên, bởi Phạm Thiên, với Phạm Thiên. Thì như vậy, đó là Brahma, nó là cơ bản, nó giống như Purisa, cơ bản giống như Purisa, nhưng bởi vì Sa Vibhati, giống như Na Vibhati này, Sa và Na này, thì chúng ta công thức mới này, chúng ta áp dụng công thức mới, và nếu mà Sa với Sa Vibhati thì chúng ta chuyển thành Brahmuno, nếu mà Na Vibhati thì chúng ta chuyển thành Brahmuna, đó là cái thứ ba và thứ sáu, số ít đó, đó là hay nô, không có quả, không có từ quả, không có xâm tham, không có tình thoảng đây, thì chúng ta lương lúc nào cũng làm như vậy, như là mọi trường hợp, áp dụng cho mọi trường hợp, thì không giống như là Purisa. Thì trong Purisa thì với Sa Vibhati Purisasa, Purisasa thì với Na Vibhati này thì Purisena, Purisasa, Purisena thì Brahma, thì chúng ta không thể dùng Brahmasa được, Brahmina được, chúng ta không áp dụng công thức này được, mà chúng ta chỉ dùng cái công thức Brahmuno, Brahmuna, Brahmuno, Brahmuna. Và như vậy thì và Raja, nhóm Raja đi. Now we will go to this year.
We are going to Kushimizora. We are going to one. Chúng ta đến cây một ba năm, rửa tên 135. Chúng ta quay trở lại đánh cái số 135 ha. 135 quay ngược trở lại 135 Sutta 135. 135 ok. 135 là trang số 261 chúng ta dở về trang 261. Rajasa Ranyo Rajinose. Đó liên quan đến phần Raja. Thì bởi vì chúng ta đang học về Rajadi, học phần Rajadi, Rajadi thì chúng ta có không có nhiều cái từ trong phần nhóm Rajadi, có Brahma này, The Atta này, The Sakaraja Paduma, thì đó là chỉ còn đó thôi. Đó là Rajadi này, Buma Linga và tính nam. Tính nam bởi vì tính nam như vậy nên là nó giống như là Purisa. Và kết thúc đó là Purisa. Đó là Purisa. Thì Rajasa, Renyo, Rajino, tương tự như vậy. Thì đó là C, đó là Nimitta. Và Rajasa đó là giống như là sữa. Và Rajino đó là Kariya. Và Renyo, Rajino đó là giống như là phô mai. Chúng ta có hai phô mai và một sữa, hai phô mai và một sữa. Kari là một, Kariya là hai, cho hai Canadian, Ranyo và Rajino đó là còn C đó là Nimitta, bởi vì Sa Vibhati, bởi vì Sa đó là Rajasa, đó là của Raja, Rajino và Ranyo Rajino. Ranyo đó là đổi thành Rajino. Rajino đó là hai cái từ đó, nên hai cái phần, hai điều đây chúng ta ghi nhớ hai vấn đề đây. Đó là theo trong cái sutta trước, theo cái sutta ở cái trong cái phần này, cái sutta mà chúng ta thấy ở trong phần Bhuti đó là sa vibhatisa có nghĩa rằng sa vibhatisa có nghĩa là cùng với vibhati thì cùng với vibhati, sa vibhatisa. Và trong phần Bhuti thì nguyên là và cùng với vibhati đó là sa, và cùng với vibhatisa đó là vibhati, và đó là cùng với vibhati thì đó là đi là theo cái sutta, cái lúc ban đầu của sutta của phần thứ hai thì có rất là nhiều cái là cái công thức mà theo sau theo cái sutta trước ấy, thì chúng ta cần được ghi nhớ. Như là có những lúc là đi theo đó là sa vibhatisa số ít, đó là số ít này, hoặc là nhiều lúc là sẽ đi theo là sa vibhatinam đó là số nhiều, sa vibhatinam là số nhiều, thì theo sau thì theo hai cách, theo cái số ít hay theo cái số nhiều. Và đây là theo cái số ít bởi vì Rajasa, bởi vì Rajasa đó là số ít, Rajasa đây là số ít. Để mà nó tương tự này, giống như Rajasa thì chúng ta phải theo cái Vibhatisa. Rajasa của Raja, Savivatisa đó là cùng với Vipati. Đó là Ranyo Rajino, chuyển thành Ranyo và chuyển thành Rajino. Ranyo Rajino. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái ví dụ đó là Ranyo và Rajino trong trường này. Ranyo thì chúng ta phải giữ là Ranyo. Ranyo. Raja có nghĩa gì? Raja có nghĩa gì? Raja có nghĩa gì? Raja bởi vì sa. Bởi vì sa vibhati. Raja có nghĩa gì? Sa bởi vì sa vibhati. Nên Raja có nghĩa gì? Raja có nghĩa gì? Sa cùng với sa vibhati. Thì cùng với sa vibhati, Raja cùng với sa vibhati thì chuyển thành Ranyo. Raja cùng với sa chuyển thành Ranyo. Raja cùng với sa chuyển thành Ranyo. Chứ không chỉ là đơn giản là sa vibhati là đổi, không chỉ Raja chuyển mà Raja cùng với sa thì sẽ chuyển thành
Ranyo, Racha Komisa trở thành Ranyo. Bởi vì Sa Vibhati chúng ta dịch là của hay là của nhà vua, tới nhà vua, cho nhà vua, đó là Vibhati thứ tư hoặc là thứ sáu, đó là Vibhati thứ tư hoặc thứ sáu, đó là Chaturthi, Chaturthi hay là Chathi, có nghĩa là của nhà vua, tới nhà hay là tới nhà vua, cho nhà vua, tới nhà vua, cho nhà vua, của nhà vua. Thì Racha là vua, vua chuyển thành, và Ranyo, Ranyo thật là bởi vì Sa, bởi vì Racha cùng với Sa thì trở nên Rachino, và cũng chuyển thành Rachino, Rachino, chuyển thành Rachino, Racha cùng với Sa chuyển thành Rachino. Bởi vì đây ngày xưa đó nói là một có nghĩa là một sữa chuyển thành hai phô mai, đúng không? Một sữa chúng ta sản xuất ra hai phần phô mai, như là trong trường hợp này đó là Racha cùng với Sa Vibhati chuyển thành Ranyo, chuyển thành Rachino. Và trong phần Purisa, Purisasa, nhưng mà đối với Racha thì chúng ta không làm cái Rachasa được, Ranyo Rachino, Ranyo Rachino. Thì không có cái hòa trong cái sutta này, không có hòa trong sutta này thì như không giống như là Purisasa, đúng không? Không giống như Purisasa thì chúng ta không có dùng là trở thành Rachasa được, mà chúng ta trở thành Ranyo và Rachino trong phần biến cách, trong phần chia từ đó, biến cách đó. Thì đó là phần, chúng ta đến với phần sutta tiếp theo. Sutta 136, Ranyang Nam Hi Hòa. Thì trong công thức này đó là có từ hòa. Hòa có nghĩa là thỉnh thoảng, trong một số trường hợp không phải lúc nào cũng áp dụng. Và năng Nam Hi có nghĩa là Samin, tới từ Samin, bởi vì Nam Vibhati, bởi vì Nam Vibhati. Mi đây là bởi vì Nam Vibhati, Nam Mi, bởi vì Nam Vibhati, bởi đó là cái dấu hiệu nhận biết, đó là Nimitta. Ranyam đó chính là Kariya, đó giống như là Phô Mai. Và không có sữa trong trường này, không có trong cái sutta này. Thì sữa là theo sau, là theo sutta trước, đó là Rachasa. Sutta trước Rachasa, đó là sữa. Và như vậy, thì Nami bởi vì Nam Vibhati nên là Rachasa của Racha, và Sa Vibhati, Vibhati Sa, đó là cùng với Vibhati. Đó là cùng với Vibhati. Ranyam chuyển đánh Ranyam. Chứ không phải, đó có từ hòa đây, như thì không phải là đó thỉnh thoảng, chứ không phải lúc nào cũng áp dụng, không phải lúc nào cũng áp dụng trong trường hợp này. Thì chúng ta có nói Ranyam. Ranyam. Chúng ta xem này, sẽ đâu viết, chúng ta thấy được. Ranyam, đó là Racha này. Racha cộng với Nam Vibhati. Nam đó là số, có nghĩa rằng thứ tư và thứ sáu, biến cách số tư và thứ sáu số nhiều, đó là của đó, của hay là tới hay là cho. Bởi vì Nam Vibhati thì bởi vì cái gì đó, của cái gì đó mà thêm chữ S, tiếng Anh thì cho thêm chữ S vào đằng sau đó, nó là số nhiều, S hoặc AS thì chuyển thành số ít thành số nhiều. Bởi vì Nam Vibhati nên là Racha này, Racha cộng Vibhati, Racha cộng với Nam, Racha cộng với Nam sẽ chuyển thành Ranyam. Racha cộng với Nam chuyển thành Ranyam. Racha chuyển Nam chuyển thành Ranyam, chứ không chỉ Racha chuyển thành Nam Ranyam, và không chỉ Nam Vibhati chuyển thành Ranyam, nhưng mà Racha cộng với Nam Vibhati sẽ chuyển thành Ranyam. Thì như vậy có nghĩa rằng thì có cái từ hòa. Hòa đây có nghĩa rằng thỉnh thoảng hay trong một số trường hợp, chứ không phải lúc nào chúng ta áp dụng cái đó. Bởi vì cái từ thỉnh thoảng, nếu chúng ta không từ Ranyam thì cái từ chúng ta chuyển thành cái gì? Nó là cái cơ bản là chúng ta dùng như Purisa. Purisa Nam, chúng ta từ Racha Nam, Purisa Nam, Ranyam, Racha Nam, chứ không chỉ là một đó, Ranyam. Ranyam, Racha Nam, đó là hai cái từ. Tại sao? Bởi vì có từ hòa đây, nếu có từ hòa đây, chúng ta áp dụng, nếu mà có số với số ta này, thì chúng ta có thể dùng Ranyam. Bởi vì hòa nên chúng ta không áp dụng ở đây, thì chúng ta Racha Nam. Racha Nam. Và chúng ta đến cái số ta tiếp theo nữa. Nắng mi, Ranyam, hòa. Tiếp theo nữa. Thì Nam mi, Ranyam, hòa.
Công thức số 137. Chúng ta dở tới cái trang 262. Nami, đó là Nimitta Ranyan, đó là Kariya. Và đó là Phô Mai. Và chúng ta không thấy sữa trong phần này. Sữa đó là gì? Sữa là cái phần trên đó. Đó là công thức phần trước đó. Và Nami bởi vì Navibati, bởi vì Navibati này nên là bởi vì Navibati Rajasa của Raja thì Savibatisa bởi cùng với Vibati, Savibatisa cùng với Vibati thì Ranya, Ranya trở thành Ranya, Ranya chuyển thành Ranya thì và đó là trong một số trường hợp tính toán hay có những lúc thì Ranya Raja cộng với Na Vibati, Vibati Na Vibati. Bởi vì Na Vibati này nên là Raja cùng với Na Vibati sẽ chuyển thành Ranya. Thì chuyển thành Ranya. Thì chúng ta có thể dịch đó là với nhà vua, bởi nhà vua. Thông qua nhà vua, nếu chúng ta dùng cái công thức này á, thì chúng ta có thể nói là Ranya. Nếu chúng ta không dùng công thức này á, thì bởi vì từ hòa ở đây thì chúng ta có thể dùng giống như Purisa thì Rachena, Ena, Rachena, Rachena, nhưng mà từ Ranya, Purisa thì trở nên Purisena, Purisena, Rachena. Chúng ta có thể áp dụng giống như vậy bởi vì có từ hòa ở đây, nếu chúng ta dùng cái sutta này á, thì như vậy thì Ranya chứ không phải Rachena. Đúng không? Bởi vì từ hòa ở đây nên là chúng ta có hai cái nghĩa ở đây, có nghĩa là Ranya và Rachena và Ranya. Thì nếu mà không có từ hòa trong cái bất kỳ cái công thức nào, bất kỳ cái sutta nào thì nó chỉ là Ranya thôi. Nhưng mà bởi vì có từ hòa nên là nó combine, nó kết hợp cả hai cái công thức. Thì nó giống như là cái công thức tổng quát là Purisa, Purisena, rồi đây là Rachena và Samini, Ranye, Rachini, thứ 138. Samimi đó là cái nimitta, đó là dấu hiệu nhận biết. Còn bởi vì, mi là bởi vì Samin, bởi vì Samin nên là Ranye Rachini, đó là Kariya trong phần này, đó là Phô Mai, Cheese. Ranyo cũng là Phô Mai, Rachini cũng là Cheese, cũng là Phô Mai và hai Cheese ở trường hợp này, không có sữa. Tại vì bấy sữa là đâu? Sữa đó là từ phần trước, là từ số ta trước, từ công thức trước. Công thức trên đó là Rajasa, công thức ở trên đó. Rajasa tiếp theo sau Samimi. Bởi vì Samimi Vibhati này nên là Rajasa, bởi vì Rajasa Vibhati, Vibhati là cùng với Vibhati, cùng với cái Vibhati. Và Ranye và Rachini trở thành Rajasa trở thành Ranye và Rachini thì Raja cộng với Samin. Raja cộng với Samin, Samin đó là Vibhati thứ 7 hay là Satami, Satami thứ 7 đó hay là locative case như là trong, là trong nơi tại đó, trong nhà vua, ở nhà vua. Thì bởi vì Samin Vibhati này nên là Raja cùng với Vibhati thì sẽ trở thành Ranye, trở thành Ranye thì chuyển biến thành Ranye, hay là bởi vì Rachini trở thành Rachini. Tức là chúng ta có hai phô mai, một sữa sản xuất ra hai phô mai thì hai cheese thì trở thành Ranye. Raja cùng Samin trở thành Ranye hay trở thành Rachini. Thì trong sutta này thì không có từ hòa nên là nó sẽ áp dụng công thức này là dành riêng cho nó, lúc nào cũng chuyển thành như vậy, chứ chúng ta sẽ không theo công thức Purisa, không có làm công thức tương tự như Purisa. Thì bởi vì không có từ hòa trong sutta này thì như vậy là Ranye, Rachini, Ranye và Rachini. Thì như vậy thì đó là để cho là đến cái phần khác nữa, cho tìm công thức khác cho một cái phần Raja, công thức khác nữa áp dụng cho phần cho từ Raja. Công thức tiếp theo, công thức hay rồi,
chúng ta đến công thức 169. 169. Công thức 169. Công thức 169 là chúng ta giải lại trang 284. Rajasa Rajusu Nanghi Sucha 284, giờ là trang 284. Rajasa Raju Sunanghi Sucha Sunanghi Sucha Sunanghi Su Sunanghi Su bởi vì cái su cuối cùng là bởi vì cái su từ su cuối cùng là bởi vì nếu mà chúng ta dịch bởi vì thì đó chính là Nimitta đúng không? Nimitta thì có hai cái bản dịch Nimitta là bởi vì hay là sau đó bởi vì su vipati năng vipati nên là với lại hi và hi vipati su năng hi su bởi vì su năng hi su bởi vì năng vipati bởi vì hi vipati hi năng hi su hi năng hi su hi năng hi su rajasa su năng hi thì rajasa bởi vì của raja đó là kari đó là sữa này thì bởi raju trở thành raju thì đó là phô mai chuyển thành chân từ sữa chuyển thành phô mai và raju giống như là phô mai su năng hi su cha thì đó là nimitta đó là dấu hiệu mà chúng ta nhận biết để chúng ta biến đổi và trong cái phần này thì đó là cái phần thứ ba raja sẽ chuyển thành thành raju chứ không cần với vipati thì không cùng với vipati không cộng với vipati trong trường hợp này thì raja ngay lập tức trực tiếp nó sẽ chuyển thành raju thì raju su đó là raja cộng với gì cộng với su raja cộng với su raja su cộng với su bởi su đây là vipati nên là trong cái gì đó ở nơi nào đó in hay at on trong nhà vua đi trong nhà vua nơi nhà vua ở nhà vua tại nhà vua có nghĩa là ở đây là cái vị trí bởi vì nó là satami đó là locative case là đi sở cách trong trường này bởi vì trong nhà vua nơi nhà vua nó chỉ thể hiện cái vị trí locative case raja là nhà vua và raja su và trong nhà vua thì bởi vì su vipati này thì raja chuyển thành raju Raja trở thành Raju và Raja trở thành Raju và không cùng với Vipati Raja trở thành Raju và trong cái luật này thì không cùng với Vipati không cộng với Vipati mà Raja chuyển thành Raju Raja là sữa Raju giống như là phô mai Raja trở thành Raju Raju cộng với su Raju cộng với su thì trong cái trường hợp này Raju su thì không phải Raju su mà Raju su thì cái u ngắn chuyển thành u dài đoạn nguyên âm u chuyển thành trường nguyên âm u thì u trở thành trường âm trở thành u công thức nào su năng hi su cha su năng hi su cha su năng hi su cha phải không su năng hi su cha Ah, ok, su năng hi su cha. Su năng hi su cha. Su ta, công thức su ta là số. Ngày sau đó quên mất cái su ta số bao nhiêu. Su năng hi su cha. Còn công thức, bởi vì su vi bà tí nên là u trở thành trường âm. Trường âm thì đó là một cái công thức khác. Ra chu su. Ra chu su. Ra chu su. Thì su vi bà tí chúng ta xong rồi. Ra chu năng. Bằng ra chu năng đó là ra cha này. Raja cộng với năng vipati thì năng đó là của hay là tới cho đó là nó là biết cách thứ tư hay là thứ sáu tới nhà vua cho nhà vua của nhà vua bởi vì năng vipati nên raja trở thành raju su năng hi su cha đó là công thức số 89 đó là nói về hay là khi nào mà chuyển thành số nhiều thì nó là số 88 là Raju năng để thành công thức giải trường âm thì chúng ta dùng công thức đó là su năng hi su cha công thức số 89 89 hoặc 88 89 88 nếu chúng ta muốn biết cái số ấy nào biết số công thức số 89
Đây, ngày sau đó đang đang tìm số của chúng ta luôn. Là công thức số 89 lantern, lantern by 89. Chúng ta đọc trong cái cuốn sách thì có đánh dấu đó, lantern by 89 có nghĩa rằng đó, công thức số 89 chúng ta nhớ nhớ cái đoạn đó. Nhưng mà cái họ có highlight trong cuốn sách là highlight, còn đánh dấu hay có cái footnote ở dưới. 89. Công thức số 89. Su nang hi su cha, công thức số 89. U trở thành U. 89 soda. Using the rule. Và dùng công thức đó là công thức số 89. Và su với bài tí này U trở thành U, ra chu nang. Và như vậy, thì ra chu nang, ra chu su và ra chu nang. Thì dùng công thức trước. Rajuhi đó là Raja nè, Raja cộng với Raja, Rajuhi là Raja cộng với Hi Vivati. Hi Vivati bằng cái công dụng, cái dùng công thức bởi vì Hi nên là Raja trở thành Raju. Raju, Raja trở thành Raju. Rajuhi thì cái này sẽ đó là dùng công thức số 89. Công thức số 89 là U trở thành U, Rajuhi. Rajuhi và dùng công thức Rajuhi lại có nghĩa rằng Rajuhi. Rajuhi thì chúng ta dùng một công thức khác nữa, đó là Samahi Saminang Ma Vi Vi Wa, giống như Purisehi Purisehi Rajuhi Rajuhi Hi trở thành Vi Rajuhi Rajuhi. Thì cái đó chúng ta dùng cái công thức đó là công thức số 89, Samahi Saminang Ma Vi Mi Wa, công thức số 89. 89 dùng công thức số 89, dùng công thức số 89 Hi trở thành Vi, Hi trở thành Vi. Rajuhi Rajuhi Samahi Saminang Ma Vi Mi Wa, công thức số 89. Thì chúng ta phải dùng hai cái vấn đề ở đây. Chúng ta thấy hai cái sự thay đổi ở đây, đó là Raja thì là đó là một cái sutta thôi, đó là nó khác biệt ở vị trí khác nhau, nhưng mà đó là cái sutta cuối cùng ở đây trong cái phần này, đó là sutta số 100. Chúng ta dở cái trang 285, 170, 170. Trying to get where it is. 170. Công thức 170. không phải là 170 mà chạy công thức 270, chạy chỗ công thức số 270. Công thức số 270. Trang 370. Amha Tumha Utu Raja Brahma. Brahma cũng vậy, Brahma cũng vậy. Atta Brahma và Atta, Brahma và Atta và Saka, Saka cũng vậy. Sattu cũng vậy, từ Sattu và Pita Dihi Pitu và Adi, Adi nghĩa là vân vân đó, Adi, Adi, Brahmadi, trong nhóm Brahmadi cũng bao gồm trong cái sutta này, và cái nhóm khác cũng bao gồm trong sutta này. Sutta này là cái công thức rất là chung chung, là cái nhóm, một số là Brahmadi, một số là trong nhóm khác nữa. Thì Ama Tumha Utu Raja Brahmata, đó là đó, tất cả đó là Nimitta, đó là tất cả dấu hiệu nhận biết sau Ama, sau Tumha, là sau Utu, sau Raja, sau Brahma, Atta
và Saka, Satu, Vitu, Vitu và vân vân, Adida vân vân, Aisatra vân vân. Sau khi Hama và sau Tuma và sau như rằng Nantu như sau Brahma và sau Atta và sau Saka và sau Satu và sau Bitu sau Bitu vân 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 vân. Sama is a sama vipati. It is a gari, gari milk. Nawa, 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 iwa, iwa là chúng ta phải dịch, chúng ta phải tách ra nawa, iwa, tách ra giống như là giống như na, giống tương tự na tương tự. Và điều đó có nghĩa rằng có sama vipati này, sama vipati thì đó là sama vipati. Cái vipati cái biến cách sama sau sama như là ama ama tuma doraja brahma rasaka satu bitu và vân vân adi đó adi là vân vân adi vân vân thì sẽ phải được hiểu rằng đó là na, sẽ phải biết giống như là na vipati, giống như là na vipati. So actually sama vipati but you should know, you should deal like and now vipati. You should think like and now vipati. About the now vipati, you may have the way to do. For the sama also, you should do like and now vipati. With the now vipati, you have done something. For the sama also, you should do like and now. Và chúng ta dùng làm như giống như là na vipati và chúng ta phải thấy sama giống như là na vipati. Sama vina giống nhau, chúng ta phải nghĩ như vậy. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu. Ví dụ đây là gì? Chúng ta thấy là Ranya. Ranya. Ví dụ như đây là Ranya. Ranya đó là cái từ gốc nó Ranya, đó là Raja. Raja cộng với Sama. Sama Raja cộng với Sama. Cộng với Vipati Sama. Sama chúng ta phải nghĩ nó là giống như là Na. Giống như là trực bởi cách dùng một thức này Sama. Sama đó là từ, như là sama đó là, nhưng mà chúng ta phải nghĩ nó hay là cho nó giống như là na, nghĩa là áp dụng nó giống y chang như là na, tương tự như là na thì raja, sau từ raja thì phải được áp dụng giống như là na, thì chúng ta phải làm như thế nào? Bởi vì na vi vai tí nên raja cộng với na này thì chúng ta chuyển đấy ranya, ranya, chuyển đến ranya. After Raja, together with the Raja, should be to change into Ranya. Okay. You should not translate it with the king because originally it is coming in from Sama, from king, from king, like that. So Ranya. Next one, Brahmuna. Ranya. Brahmuna. Brahmuna. Okay, Brahma. Brahma, Brahma Muna, Brahma Muna, thì Amma, Brahma, Brahma cộng với Sama Vipati, Brahma cộng với Sama, nhưng bởi vì Sama sau Brahma thì Sama thì sẽ phải giống như là Na, chúng ta áp dụng giống như là Na, chúng ta giống tương tự như là Na Vipati, thì Brahma cộng với Na, Brahma cộng với Na, thì cái Na này không phải là cái Na từ Na gốc, mà Na này đó là tới từ Sama biến thành. Hay là áp dụng y chang như là na thì chúng ta phải nó áp dụng nó giống như là na thì Brahma cộng với na, Brahma cộng với na chúng ta phải làm như thế nào? Bởi vì na này nên là a trở thành u, bởi vì na này chúng ta đã học công thức đó a trở thành u đang sanang su, bởi vì na vipati nên là quốc từ Brahma trở thành u, Brahmuna, Brahmuna thì sutta này chúng ta học hôm nay u đang sana su uda sana su và cái tiếp theo nữa atana 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 đó là atta atta cộng với atta atana atta cộng với sama atta cộng với sama atta cộng với sama sama sau atta trở thành cũng là sat atta cộng với na atta atana bởi công thức này atana atana thì chúng ta xong rồi Atana
Và tiếp theo nữa đó là Sakha. Sakha, 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 Sakha đó là người bạn. Sakha, 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 Sakha cộng với Sama thì trở thành Sakha cộng với Na. Sakha cộng với Sama. Và Sama sau Sakha thì Sama chuyển đến là Na, áp dụng như là Na, Sakha, Na. Bằng cách chúng ta dùng áp dụng công thức này. Thì như vậy nếu mà có Na đằng sau đó thì A chuyển thành Y. A sẽ chuyển đến Y, Sakha. Và chúng ta đã học cái vấn đề này. Và sau đó Sakandasino Nanase Su bởi vì Na nên cuối của Sakha thì chuyển thành Y và thành Sakina. Sakina, như vậy là xong. Và tiếp theo nữa đó là về Keraja. Và bây giờ là chúng ta đã học cái công thức, cái sutta là liên quan tới Rajadi, nhóm Rajadi. Và Rajadi, nhóm Rajadi đó là gì? Brahma, Atta, Sakha, Raja, Atuma. Thì đó là nhóm Rajadi, trong nhóm Rajadi. Và nếu mà chúng ta muốn mà chia cách của, biến cách của những cái của nhóm Rajadi này, chúng ta phải học tất cả những cái công thức này, những cái sutta này. Và nếu mà có công thức mới thì chúng ta phải theo công thức mới. Nếu mà không có công thức nào mới thì hay là chỉ một về một cái vipati nào đó thì chúng ta làm tương tự như là Purisa, áp dụng theo Purisa. Và như vậy chúng ta dừng ở đây á. Chúng ta hết thời gian, chúng ta dừng ở đây. Chúng ta đọc theo ngài sẽ ở đó để chia phước, hồi hướng. Nibbanasa pachayo hodu mama bhunya bhagam sabha sadhanam bhajemi te sabhe me samam bhunya bhagam lavandu sadhu sadhu sadhu.